Hồi thi phụ nữ quê ta, núi thần thời đại mới khơi nguồn tương lai. Hôm nay 19 tháng 5, sinh nhật của bác Hồ. Nhờ vào sự chỉ đạo thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam An Nam, trong thời gian qua, phong trào phụ nữ xã nhà có những bước phát triển rõ nét, đáng kể. Sự phối hợp của mặt trận, các ban ngành, đoàn thể xã, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ hội, phong trào của phụ nữ và hội luôn gắn bó, tương quan trong công việc hàng ngày. Đặc biệt, đối với phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi luôn được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, hưởng ứng tốt các phong trào, đội ngũ cán bộ chi tổ hội ngày càng trẻ hóa, nên có nhiều sáng kiến trong phương thức thu hút hội viên. Hưởng ứng phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Người sáng xanh sạch thắm đường quê mình, vệ sinh trường cảnh quan mà tươi đẹp, dạy tốt học tốt giáo dục chương trình, phấn đấu dựng xây xóm làng kiểu mẫu, điểm tô nếp sống cùng với mọi người, tệ nạn tránh xa nhà nhà tương trợ, vui chơi lành mạnh hôn xóm bình an, nở cúng hoang ca vương xa nhiều.
vai trò nòng cốt của hội phụ nữ xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn xóm yên vui, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, hưởng ứng tốt ngày chủ nhật xanh, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh giàu đẹp. Phối hợp với mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại, vận động nhân dân thực hiện chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã. Người người đồng lòng cùng chung nhau với mái ấm quê ta, nhớ câu tình quê lòng chan chứa, phụ nữ mình ơi đẹp sao xóm làng nông thôn ngày mai. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao đã đem lại những kết quả đáng kể trên địa bàn xã. Các tổ chức chính trị xã hội ngày càng hoạt động có hiệu quả, góp phần cùng với đảng và chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tam An Nam lần thứ 14 đã đề ra. Cho đời sống vật chất tinh thần, nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng phát triển, bền vững, có phải không các chị? Phải đó, phải đó.